Phạm Băng Băng, tôi mong có dịp đến Việt Nam giao lưu với fan. Trả lời ngôi sao từ Liên hoan phim quốc tế Singapore, Phạm Băng Băng tâm sự về phim có cảnh, nóng, đồng giới, cuộc sống trong 5 năm vắng bóng trên màn ảnh và mong muốn gặp fan Việt Nam. Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Cô bén duyên diễn xuất ở tuổi 15 và nổi tiếng với vai diễn Kim Tỏa trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách 2 năm sau đó. Sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng phát triển thuận lợi với hàng loạt vai chính trong các phim truyền hình, điện ảnh, nổi bật như Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Bắc Đại Hào Hiệp, Võ Mỹ Nương Truyền Kỳ, Điện thoại Di Động, Thập Nguyệt Vi Thành. Với vai chính trong phim tâm lý, hài châm Biến Tôi Không Phải Phan Kim Liên của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Phạm Băng Băng mang về nhiều giải thưởng năm 2017, trong đó gồm nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á và Giải thưởng Điện ảnh Kim Kê, Trung Quốc. Nhiều năm qua, cô là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ các mùa liên hoan phim Cannes và nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế. Scandal trốn thuế năm 2018 khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng lao đao. 5 năm bị phong sát, cô không có phim đóng và phim cô đã quay cũng không thể ra mắt. Năm nay, cô tái xuất khi mang phim Green Night đến liên hoan phim Berlin, Busan, Singapore. Tại liên hoan phim Singapore đang diễn ra, cô được vinh danh diễn viên điện ảnh kiệt xuất. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.